Rồi chào Bắc Mạnh nha. Dạ, chào cha. Rồi bây giờ cái việc hôm qua nó xảy ra với bác như thế nào ạ? Dạ, hôm qua là con từ lâu rồi thì con có nói với tổ trưởng, thỉnh thoảng lâu lâu con hay nói là giam chúng tôi nhốt chỗ cả mấy tháng trời, mà cả xóm chúng ta không có lên cọng rau ăn. Thì nói rồi nó từ gái thì lời qua tiếng lại cái rồi nó cầm nó thủ một cục đá xanh từ ở đâu, nó lấy từ ở đâu đó, đi về dọc đường đi ngang qua rồi anh nói vậy cái là nó cầm nó đập luôn. Mà cái ông đó là chức vụ À, à, gì bác Mạnh? là nó là tổ trưởng đó. Tổ trưởng tổ dân phố à? Dạ. Ừ. Mà bác Mạnh hỏi ổng là mấy tháng nay trong cách ly như vậy thì nhà tôi không có tiếp tế gì hay sao? Vâng, Rồi. thì ta chỉ nói vậy thôi rồi Mà mấy tháng nó nay đập. nhà bác không có được một cái tiếp tế nào hết hay sao? Dạ đúng rồi, chứ anh Dạ chưa dạ. hề được một tí tiếp tế nữa. Rồi bác đặt vấn đề như vậy thì cái tay này ra tay liền, hành hung liền. Dạ. Rồi xung quanh À. đó là tay đó một mình hay là ông đó một mình, ông đi một mình hay là ông có những Dạ. người đi xung quanh ông nữa chưa Dạ bác Mạnh? ông ấy đi một mình nha cha. À, mà ông đi đang đi 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 công việc của ông hay là ông đi khoai dân hay là ông đi 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 công việc riêng của ông? Dạ thì không biết là ông ấy đi theo việc gì, nhưng mà ông ấy đi ngang qua cái nói vậy là ông đánh đánh xong cái là ông đập vào đầu con năm sáu phát bằng cái cục cục đá cục bê tông, rồi ông ấy lủi vào nhà ông đóng cửa lại. Rồi sau đó thì làm sao bác Mạnh, bác phải khâu mấy mũi? Dạ sau khâu 6 mũi ạ. Dạ. Thì bây giờ đó thì hôm qua rồi tại vì cái lúc ấy cũng bận rộn quá, công an nước này kia nó ra vô nhiều quá rồi con có nghe nói là cha nói chuyện với lại nhà con rồi nói gặp con, mà lúc ấy công an nó ngồi với ở đây lum trong nhà Dạ. con không ấy. Dạ. Thì đến về sau đó là đưa con đi băng bó, thì nhà mấy đứa nhỏ con nó đi băng bó rồi con về 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 cái tối rồi công an nó lại công an đầu tiên cái lúc mà mới đánh xong rồi thì cũng họ kêu công an tới rồi cái rồi họ dàn xếp là con về con đi băng bó xong rồi cái đến đến tối đến chiều tối một cái là công an nó tới nhà rồi con nó mới vào nó hỏi con rồi con nằm trên phòng con nghỉ thì nó hỏi là bây giờ ông muốn là tố tụng hình sự hay là bồi thường tiền, rồi con mới nói là không tiền thì tôi không cần, nhưng mà bây giờ tôi muốn là đưa này nó ra pháp luật cho làm cho rõ ràng, Dạ. đưa tố tụng hình sự chứ tôi không có, chứ không có được không thả với lại nó. Dạ. Thế rồi công an nó viết đơn viết biên bản lập biên bản rồi con viết không được thì đứa con dâu của nó cho đứa anh dâu con viết cái Tố cái cáo hả? tờ tờ tố tố cáo à. Dạ. Đó rồi dạ rồi rồi nó bảo là sáng nay chút nữa nó chở nó đến nó đưa xe tới chở con đi đi chụp phim Dạ. với lại ông chủ tịch chứ hôm qua ông cũng tới nhà ông tới Dạ. nhà ông ấy xin lỗi thì con ở trên phòng này con không biết, nhưng mà con tới nhà con nó nói là ông chủ tịch với lại các người nhân viên ấy gì đến cũng đông lắm tới xin lỗi. Mà bây giờ thì cái ông cái tay tổ trưởng tổ dân phố đó là đã bị
bị mang đi tạm giam hay là cái gì chưa, hay là làm Dạ, việc với ở đó chưa? tối hồi tối tối hôm qua thì con trai con nó đi làm về cái nó đến nó nói công an, nó ra phường đợi công an là bây giờ giữ ông ấy, nên cái là nó giữ giữ cái gì không biết là đến tối tới trễ rồi á, không biết là có thả nó về hay là nó có vô lại chăng á, thì có biết là nó có về nhưng mà về sau không thấy nữa, thì nghe nói là người ta lại mời nó lên trên ấy giữ nữa, là tức là về sau là như là không giữ phường nữa mà giữ quận. Dạ. Mà khi cái tay đó tấn công bác á, ngay trước cửa nhà luôn á, thì có nhiều người chứng kiến không? Hay là chỉ có bác với Dạ ông đó thôi? ngay lúc đó thì chỉ có mình con với ông đó, Dạ. rồi mấy đứa con dâu con thì nó đang trong nhà, đang trong bếp, thì ra lúc mà nó thấy bầm bầm trước một cái là nó chạy ra thì nó mới la lên, thì lúc đó là con đổ máu rồi. Có nghĩa là xác định lại là bác không làm gì, bác đứng trước cửa nhà thì ông nó đi ngang qua và bác chỉ hỏi một cái câu là tại sao mấy tháng nay tôi không được nhận một cái trợ cấp nào, thì ông nó tấn công bác liền hả? Dạ Dạ. thì con có nói cũng một vài lời thì ông ấy tự ái, nó đánh, nó cầm sẵn cái cục gạch cho trên tay rồi nó đánh luôn. Thì bây giờ là công an vào cuộc rồi ha. Dạ, rồi 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 rồi, để hy vọng là cái chuyện này họ làm cho nó rõ ràng, Vâng. để mọi chuyện nó rõ ràng, chứ như vậy thì nó sẽ gây bức xúc trong cộng đồng lắm. Bác là lớn tuổi, cái hình ảnh của bác rất là thấy rất là thảm thương, một ông già ngoài 70 mấy tuổi rồi mà bị máu me tấn công như vậy trong cái thời điểm mà cách ly khó khăn này nữa. Và Rồi người rồi con bức xúc quá thì ra rồi là con nói, ra con nói. rồi rồi bác nghỉ ngơi nha, thì có gì con Con tin hỏi thăm sau nha, nữa nha. con cảm ơn cha nhiều. Dạ, rồi, ông chào bác. Chào chào.